Gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Mẹ không thể mở đầu, lúc nào cũng mở đầu như này được. Anh Đạt mở đầu đi, anh Đạt ơi. Chịu. Hey yo, xin chào các bạn. Mình đang có mặt tại Ninh Bình. Hôm nay bọn mình còn lại có một là lễ ceremony tổ chức tại Ninh Bình. Thì hiện giờ đang là 8 bây giờ đang là 8:20. Thì sẽ bây giờ đang make up sẽ khoảng tầm 8 giờ đã bắt đầu xong, bọn mình sẽ làm phần tiếp tinh đi. Đấy, bây giờ mình đang đi xe điện đến phòng cô dâu để xem cô dâu đã make up đến đâu ấy. Hiện là thời tiết hôm nay rất là nắng mọi người ạ. Thì vì mấy hôm Hà Nội trời mưa mà mình thấy thời tiết đang mát mát, đúng hôm nay bọn mình đi làm mình trời nắng chói chang. Mình nói to quá mọi người đang nhìn mình. Anh sao biết cỏ. Ôi ở đây có vẻ rất là chill không ạ? Cây cỏ khắp nơi này. Ui mấy phần này để quay chụp ở cô dâu có thứ đẹp nhỉ. Chill ấy. Hả? 222 đây. Chắc hiện giờ cô dâu đang make up ở bên trong. Nào chúng ta cũng hiện giờ phải gõ cửa vào. Hả? Chắc phải gọi thôi. Chứ không thể gõ cửa nếu mà nhầm nữa. Em bảo à, chị nhìn xuống dưới xong bắt đầu 1, 2, 3 xong cả hai người xong chị nhìn như anh xong cười cũng được. 1, 2, 3 bắt đầu. Được, một phần nữa. One more, yes. Đấy, đúng rồi, em cần những cái moment tự nhiên của hai người cũng quẩy lên. Đấy, vào video nó không bị chuyển quá đâu, em đã cắt ghép sau cho phù hợp. Ok. Vâng, hai người, đúng rồi, hai người xoay lưng của anh nhạc chuẩn bị, đấy, xong rồi đấy. 1, 2, 3, bắt đầu. Ok, nắm tay xong chạy đi nhá. 1, 2, 3. Rồi, đi. Đấy đúng rồi, tự nhiên như thế là được ạ. Pick có di chuyển theo em ơi. Rất là khó chịu ngày nóng này. Hôm nay mình sẽ rất là ngoài kia nắng lắm, nắng to luôn. Gấu hít ở đây. Come here to bed. Chúng mình đang đến với lớp học tiếng Anh của Tùng Nguyễn. Đây, ghi màu ra, ghi màu ra. Ok, yes. Thank you very much. Can you your best and go this way? Gì vậy? Ủa gì vậy? Anh mặc vest vào. Vest vào xong đi. Đi để bọn em quay.
mẹ.